Em chào anh, em năm nay em 28 tuổi, người yêu em 31 tuổi. Bọn em yêu nhau hơn năm. Anh đã cầu hôn em sống bên nước ngoài cùng gia đình chị gái, anh sống bên này cùng mẹ và dì anh. Đợt vừa rồi anh và mẹ sang chơi nói chuyện với anh và mẹ anh sang nói chuyện với anh chị để hỏi cưới em. Anh chị là anh chị của em bên Việt Nam chắc vậy. Tôi có bị rồi. Do dịch bên châu Âu nên thống nhất đăng ký kết hôn trước, tổ chức cưới sau. Gia đình em ở Việt Nam gồm bố mẹ em, muốn bố anh ở Vũng Tàu sang gặp mặt. Nhà em ở Hà Nội, hai bên bố mẹ nói chuyện với nhau trước rồi mới đăng ký. Em có nói với anh mong muốn bên nhà em như vậy thì anh nói về nói chuyện với mẹ anh. Rồi anh đọc hết tin nhắn của anh cho mẹ anh. Sau đó mẹ anh bảo em không tôn trọng mẹ. Mẹ anh đã sang nói chuyện người lớn rồi. Anh bảo mẹ anh không thích em nữa. Bảo em nói một đằng làm một nẻo. Kinh tế của anh phụ thuộc hoàn toàn vào mẹ anh. Trước đó tình cảm hai đứa rất mặn nồng, nhưng từ lúc đó trở đi tình cảm hai đứa trở nên nguội lạnh. Em rất lo sợ mai này có cưới thì cuộc sống hai vợ chồng sẽ bị mẹ kiểm soát. Em nên làm sao? Anh cho em lời khuyên, cảm ơn anh. Chuyện của em tả ra nguyên dây thì nó rất là logic, là tại vì anh ta chưa thể yêu em được theo cái dạng em tả. Tức là hai người sống ở xa không có gặp nhau thì đương nhiên cái chuyện cầu hôn đó nó chỉ là qua mạng, những cái nhìn, những cái nói chuyện đó, và cái cảm giác của anh ta nó hoàn toàn có thể khác khi gặp em hay là khi tương tác với em. Cho nên là đương nhiên là anh ta chưa yêu em được rồi. Anh ta có thể cảm giác là anh ta yêu em, nhưng khi gặp em nó là một cái con người khác hoàn toàn mà anh ta chưa bao giờ được cảm nhận. Chính vì vậy cho nên là cái giá trị về cảm xúc nó chưa có xác nhận. Điều đó có thể nói là cảm giác anh ta yêu em hoàn toàn chưa thể xác nhận, và khả năng cao là khó lòng mà được, là tại vì một người ngẫu nhiên lão quá tự nhiên gặp em sao yêu em được, tại vì chưa gặp nhau hay là còn gọi là chưa đủ để có thể xác nhận là có cái tình cảm đó. Để anh dán lại coi nó nhảy rồi. Tuy nhiên mẹ em nói là mẹ em à, mẹ anh ta nói là mẹ anh ta không thích em mà anh ta đồng ý, tức là mà anh ta thấy đó là một cái điều mà ảnh hưởng tới anh ta, thì đúng có nghĩa xác nhận cái anh vừa nói hồi nãy là em không thực sự là cô gái mà anh ta yêu được. Nữa là kinh tế anh ta hoàn toàn phụ thuộc vào mẹ anh ta, thì điều đó có nghĩa là anh ta chưa sẵn sàng đến với hôn nhân. Tại sao em lại đâm đầu vô mối quan hệ chi cho nó khổ vậy? Cho nên từ cái những cái điều rất là rõ ràng và rất là logic và khớp với nhau từ đầu tới đuôi đó, cho nên em hỏi anh là em nên làm sao, thì thú thật với em là mối quan hệ này nó chưa là mối quan hệ tình cảm, mà nếu như cho dù là có nó cũng chưa thể đủ để gọi là gần tới cái gọi là hôn nhân. Cho nên là đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là anh ta cũng chưa có sẵn sàng để đến với một hôn nhân. Trời ơi, đàn ông mà kinh tế phụ thuộc gia đình thì lung tung lang đang, vậy làm sao mà anh ta có thể sống cuộc sống hôn nhân với em được? Từ hai yếu tố đó, và yếu tố một là yếu tố cực kỳ quan trọng dẫn tới việc là đương nhiên cái này chưa nên là mối quan hệ tình cảm. Cho nên em hỏi anh phải làm sao, có gì đâu làm, thì em đang ở xa, anh ta đang ở xa, mà đã là không yêu nhau, đang không đến với nhau được thì cứ để là chia tay. Nó thực sự là đã chia tay chứ không có gì để đi tới tiếp nữa, hiểu không? Bây giờ anh ta và em thì đang căng thẳng, ok, và anh ta thì không yêu em được, anh ta thì không sẵn sàng, em và anh ta đang ở xa, chẳng có lý do gì để làm gì cái tiếp cả, phải không? Ok, chào anh Tuấn, em quen anh, em quen một anh đã ly thân vợ và đã ở riêng, nhưng anh thường xuyên dối em để về với lý do giúp cô ấy việc nhà và ở đó cả ngày tới khuya. Những lúc đó em không bao giờ liên lạc được với anh. Em hỏi anh thì anh nói sợ nghe cô ấy sẽ khó dễ em, nói điện thoại anh hết pin, nhưng tin nhắn thì vẫn báo nhận, nói anh đang bận làm. Trong khi em lo cho anh chu đáo từ miếng cơm manh áo, những lúc như vậy em cảm thấy mình tổn thương, em quyết chia tay có đúng không anh? Em chia tay đúng không? Em không có nên bắt đầu mối quan hệ như vậy. Một người đàn ông đối xử với em như vậy anh ta không thể yêu em được. Cho nên nói chia tay thì đúng là nên chia tay, tuy nhiên em chia tay không có nổi thôi. Và theo em tả là em lo cho anh ta chu đáo từng miếng cơm manh áo, rồi những cái em tả như vậy thì anh nói này đừng buồn, nhưng mà em như vậy thì người ta không có yêu em được. Tức là người đàn ông khác cũng vậy chứ không phải anh ta không nha. Tức là cái hành xử của em như vậy là cái hành xử mà đàn ông không thể xây được cảm giác yêu. Chứ mình không nói tới cái anh này, anh đang lằng nhằng dây điện cái chuyện của anh nữa không? Ok. Anh Tuấn ơi, bọn em quen nhau được 5 tháng, đang ở giai đoạn nắm tay và hôn má. Là 5 tháng mà mới nắm tay hôn má hả? Tốc độ đi hơi chậm hả? Vì bản thân em rất thích Đà Lạt nên anh có lên kế hoạch đi du lịch sau khi hết dịch. Book phòng 2 giường đơn. Em sợ ma, không ngủ một mình trong phòng lạ được. Trời ơi, em sợ ma. Bà mẹ nó, con ma nằm kế bên em đó. Em ơi, một mình là an toàn nhất, tại vì không có ai mà hại em được hết trơn á. Còn em ở với người khác thì cái người đó là ma đó, hiểu chưa? Cho nên là để an toàn nhất là không có ai là an toàn nhất, ok? Nhưng tiếp tục coi, bọn em đã thống nhất không vào tờ giờ, nhảy bà rồi.
Dán lại coi nãy copy mới nó có dính không nữa. À còn nè, bọn em đã thống nhất không vờ tờ giờ, và khi nói đến việc này anh rất tôn trọng ý kiến của em. Nó không phải ý kiến, nó là cái bình thường chính đáng thôi. Tuy nhiên ok gọi là ý kiến cũng được. Em có đọc nhiều bài của các bạn, các chị là không nên chơi xa khi chưa có sự cam kết. Tuy nhiên em cảm thấy bản thân mình là người thích đi du lịch, cơ hội này sẽ tìm hiểu kỹ thêm bạn trai em. Anh ấy là xem anh ấy là người như thế nào. Liệu em không áp dụng rập khuôn sách vở và theo như bài học thì liệu mối quan hệ của em có đi có hư không? Đi chơi xa rồi ở chung như vậy có mất giá trị sao? Vì em nghĩ cách hành xử mới thể hiện giá trị nên em đang lăn tăn, mong anh tư vấn cho em. Cảm ơn em, cảm ơn anh. À, giúp em. Rồi ok, câu trả lời cho em là em vẫn có thể đi chơi xa, đúng, và cái hành xử của em nó mới đúng là cái quan trọng. Tuy nhiên con cái là khi em nói em muốn hiểu khi đi chơi xa thì thực ra cái đó không phải là lý do, tại vì em có thể hiểu mà không cần đi chơi xa. Nữa là khi em đi chơi xa thì em không có tụt bị mất giá trị, cái hành xử của em mới đúng. Thì em nói cái đó là đúng về cái cốt lõi rồi. Tuy nhiên khi em đi chơi xa em rất dễ hành xử sai, em rất dễ thôi. Ok, hiểu anh nói không? Coi như những cái suy nghĩ của em và những cái em nói đó là chính đáng và là hợp lý. Em chào anh Tuấn, sau khi gặp tối đa bao nhiêu lần hoặc bao nhiêu lần thì mới biết là người con trai không có khả năng rung động với mình nữa. Có phải nếu lần đầu tiên gặp mà người ta chăng không rung động thì say goodbye luôn hả anh? Gặp tối đa bao nhiêu lâu hoặc bao nhiêu lần thì mới biết người con trai không có khả năng rung động với mình? Em hỏi anh là không có khả năng rung động với mình. Em ơi, nói như thế nào? Tức là người con trai không có rung động với em. Em đi chơi khoảng một hai lần là đủ để thấy nếu em có kiến thức. Thực ra một lần là thấy rồi. Tuy nhiên nếu mà nói gọi là không có kiến thức nhưng mà có một cái gọi là cái bản năng của người phụ nữ của mình, mà nếu như mình thăng bằng đi chơi khoảng hai ba lần là em có thể xác định được đáng kể. Cho nên là em hỏi đi chơi bao nhiêu lần thì có thể biết được. Anh không biết, tùy vào những cái lần gọi là đi chơi đó. Anh ta có thể qua nhà em ngồi xin ngồi ngoài cửa đàn đánh đàn gì, ngày xưa em lá ngọc cành vàng ngồi ngoài đờn. Còn mấy là ngày xưa tôi có cây đàn guitar gì đó thủ thỉ âm thầm hàng đêm cô nàng bên xóm những lúc gì cái gì những lúc lên đèn sang nhà làm quen đại loại vậy đó, thì anh ta ngồi ngoài đợi 15 phút nửa tiếng vậy đó, bạn ai bạn gì đó không biết. Nhưng mà nếu như mà hai người đi chơi với nhau được, tức là đi chơi riêng á, hẹn hò với nhau được, đi ăn uống với nhau được, có một cái không gian riêng tư, thì lúc đó nó sẽ lộ ra. Ok, cho đó em hỏi bao lâu, một hai lần là có thể đủ nếu như em có kiến thức để nhận ra. Còn nếu không, có người đi tới mối quan hệ tan vỡ đau đớn rồi vẫn chưa biết là người đó nó có rung động hay không. Vậy đó cái quan trọng ở đây là cái kiến thức, cái quan trọng ở đây là em hiểu được nhìn vào những yếu tố gì, cái quan trọng ở đây là sự thăng bằng của mình, thì lúc đó em sẽ nhận ra được rất dễ dàng, nó không cần quá nhiều đâu. Ok, nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á thì bạn nhớ bấm vào cái nút màu đỏ là nút đăng ký kênh, còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe, sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn, mỗi lần có video mới bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.